Rồi, xin chào tất cả mọi người. Nay em chia sẻ với mọi người cách để mình trồng một cây lan giáng hương nhé. Chia sẻ nhiều lắm rồi nhưng mà các bạn cứ đến lúc nào đấy là các bạn lại hỏi. Bây giờ các bạn mua cây đai châu ấy, có nghĩa là bây giờ các bạn mua rất nhiều đai châu nè. Mình đã chia sẻ rồi, nếu mà các bạn xác định chơi đai châu ấy, chơi Nghinh Xuân, Ngọc Điểm đấy, tùy từng vùng miền nhé, ba vùng thì có ba tên gọi đấy. Đai châu này, Nghinh Xuân này, Ngọc Điểm này, thì cái cây đấy nó là một thôi. Nhưng mà bây giờ các bạn thấy người ta kiểu quảng cáo rầm rộ thì các bạn mua, chứ đầu năm thì các bạn không chịu mua. Thế bây giờ các bạn mà mua được cái cây bóc trộ ấy, mà họ mới bóc ấy, thì nó khỏe. Nhưng mà nhiều bạn bây giờ mua cái cây mà người ta kiểu bóc bóc rừng ấy, nó lâu lắm rồi ấy. Kiểu từ người bóc này, các bạn tính nhá, từ người đi rừng bóc này, xong đi rừng khoảng 3 ngày, 4 ngày họ về này, họ bán lại cho cái người buôn ấy. Cái người buôn mà bán lại cho các bạn được ngay ấy, thì cây đấy nó còn khỏe. Ví dụ một tháng họ không bán được, đến khi các bạn mua thì nó đã hơn mất hơn một tháng rồi. Thì lúc đấy cái cây nó sẽ yếu, thì các bạn phải hiểu cây đấy là rất cần độ ẩm, mình phải bổ sung độ ẩm cho nó. Độ ẩm không phải là lúc nào các bạn cũng tưới vào đâu, mà là treo ở cái chỗ nào mà nó có hơi nước bốc lên ấy. Với lại cái cây đấy là cần phải mát, cần phải nưới che mát lại, chứ không thể nào đưa ra ngoài giàn ngay. Thì các bạn phải hiểu cái cây của mình, chứ không thể nào mà cây nào các bạn cũng làm giống như nhau được. Cái cây mà ví dụ như cái cây này nó khỏe đúng không, mình ghép xong có thể 2 ngày sau mình tưới xong mình đem ra giàn mình treo luôn. Đây, cây này ghép lại đem dàn treo luôn, cây này cũng thế, đem dàn treo luôn. Cây này là cái cây nhạn va mà đợt trước mình nói, nhạn va mà hoa xanh xanh màu xanh cốm ấy nhá. Thì mình kích ấy, kích bằng duy xanh đấy, duy xanh bôi vào. Bây giờ đẻ con này, đẻ con này, mé này nó đang đẻ con này. Thì các bạn phải hiểu này này, nó tùy theo cái cây ấy mà các bạn phải xem xét lại cái cây của mình. Ví dụ cái cây mà lá nó nhăn quá, nhất là dòng đai châu, thì các bạn phải bổ sung độ ẩm, có nghĩa là cái chỗ đấy hơi nước nó bốc lên ấy. Chứ lúc nào cũng tưới vào không phải là độ ẩm, bạn tưới xong thì nó lại khô thôi, nhưng mà cái hơi nước nó bốc lên ấy, thì cái đấy là độ ẩm, lúc nào thì chỗ đấy nó cũng mát, nó cũng có hơi ẩm, thì đấy là cái độ ẩm, đấy là độ ẩm nhá các bạn nhá. Còn cách trồng ấy thì mình có chia sẻ rất nhiều rồi. Các bạn trồng làm sao ấy nó phải chắc chắn. Đây cái cây này thì cái cây giáng hương nó như nhau thôi. Ví dụ như cây các bạn mua về không có ấy, thì các bạn phải làm một cái cọc. Đợt video trước mình có chia sẻ rồi. Còn đối với những cái cây này là cây này là cây tam bảo sắc trắng này, thì móc đầu tiên là các bạn phải làm cái móc vào. Còn phân bón thì từ từ mình trồng xong rồi mình chia sẻ cho các bạn về cái phân bón. Mùa này thì chỉ cần hai loại thôi, một là kích rễ, nhất là những cái cây thuần rồi đấy, cây thuần rồi thì chỉ cần kích rễ và NPK 95-50 thế thôi, hai loại thôi, từ giờ đến cuối năm chỉ hai loại thôi. Kể cả là dòng phi điệp cũng thế thôi, phi điệp trầm thì mùa này càng cần hai loại đấy, chứ mùa này thì không cần B1 với lại các thứ khác nữa rồi. Chỉ cần hai loại đấy thôi. Móc thì mình có chia sẻ với nhá, 2, 4, 6, 7. Chậu này 21 lan thì chia ra mỗi một móc là 7 lan. 2, 4, 6, 7. Đấy. Xong lấy kìm bóp vào, bóp chắc vào để trông nữa còn cột cái cây vào cho nó chắc chắn. Chứ nhiều bạn làm cái móc này nó cứ nung nao ngay ấy, đến lúc cột cái cây vào nó lại nung ngay. Thì cây này là cây tam bảo sắc trắng nhá, trồng thì cũng đơn giản thôi. Đây, hôm bữa mình có chia sẻ rồi. Thì cái cây này ấy, các bạn cứ trồng xuống sát đáy này, để sau này ấy, cái phần con nó chỉ đẻ được ở tầm này lên thôi, chứ cái dưới này nó không đẻ đâu. Nên là các bạn đừng có hy vọng nó đẻ ở tít dưới này. Nên là mình cứ chia sẻ các bạn trồng ở sát dưới đáy này này, dùng dây thít thít lại thôi, chả có cái gì cả. Đấy, dây thít mà ngắn quá thì nối nó vào. Đấy, thít cái chậu rồi. Thì bên trên này, thít xong cái chậu rồi nhá. Thít xong cái chậu nó không rơi ra rồi nhá mọi người. Đấy, thít xong cái chậu nó không rơi ra rồi. Thì cái cây trên này mọi người thấy nó dài, nó lung lay đúng không? Thì mới dùng cái dây nhôm ấy. Dây nhôm hoặc dây gì thì các bạn có dây gì thì dùng dây đấy. Cố định phần trên lại. Phần trên này thì dễ lắm. Đây, mọi người luồn qua cái này này, luồn nhẹ qua cái khe này này. Rồi, vòng một vòng ở cái phần này này. Một vòng thôi. Đấy, rồi quấn vào hai cái móc này. Đấy, vòng một vòng như này. Các bạn nhìn thấy không? Vòng một vòng cái này, quấn vào móc này. Cố định bên này trước ạ. Cho cây nó đứng đứng lên. Nếu mà nó ngả về bên nào thì mình kéo về bên đấy. Đấy, rồi mình cố định cái chỗ này trước ạ. Xoắn chặt vào đây, chắc vào nhé.
Đấy các bạn thấy cái cây này vừa mình cắt hết rễ đi rồi nhá. Bên này cũng thế. Đấy, kéo bên này cho nó đứng lên. Đừng quan tâm cái ngọn này. Cái ngọn này vài bữa nó ăn theo hướng nắng chứ nó không ăn theo ý của mình đâu. Nếu mà các bạn muốn ăn theo ý của mình ấy thì phải chịu khó cột nó lên. Đây, mình sẽ cột luôn nó lên cho các bạn xem. Cho cái dây vào. Rồi. Kéo nó về bên này. Cố định bên này lại. Ở bên này thì cột kéo nó lên đây này. Kéo từ từ thôi, lắn từ từ thôi. Đấy, thì nó sẽ thẳng dần lên. Thì cái này thì phải phụ thuộc vào cái hướng ánh nắng của nhà các bạn nữa cơ. Chứ không phải phụ thuộc vào video của mình đâu. Đấy. Bây giờ này, cái phần này này. Trồng xong như này rồi. Như này là đã rất cố định rồi. Thì cho vỏ thông to vào đây. Ít thôi, không cần nhiều đâu. Các bạn cho ít thôi nhá, nhớ là cho ít thôi đấy. Xong rồi nếu mà các bạn ở trên sân thượng ấy thì các bạn phải cho rêu hoặc sơ dừa nhá. Đây, cho vỏ thông to vào. Các bạn đừng quan tâm là cái rễ nó có đâm ra được không. Đâm ra được hết mấy cái vỏ thông này ăn thua gì. Đấy, vỏ thông to nhá. Cây này thì chơi vỏ thông to. Các bạn không có vỏ thông thì có thể dùng than hoa nhá, hoặc là xỉ than tổ ong ấy. Chứ không nhất thiết là cứ phải vỏ thông đâu nhá. Nhiều bạn bảo anh ơi em không có vỏ thông dùng than hoa được không. Chia sẻ rất nhiều rồi, than hoa trồng lan thì cực kỳ tốt. Có cái gì đâu mà không dùng được. Đấy, chỉ cần như vậy thôi. Thì ví dụ nhà các bạn mà độ ẩm tốt ấy, thì đa số là các bạn chơi mà ở trên sân thượng ấy thì không có độ ẩm tốt đâu. Thì cho rêu vào, hoặc là sơ dừa vào. Đây là sơ dừa này. Sơ dừa này là cái sơ dừa băm đấy. Hoặc là cái rêu sâu mà các bạn mua của mình đấy. Cái rêu sâu ấy, rêu chile đấy. Đấy, sơ dừa. Rồi đấy, trồng một chậu như này là xong rồi. Trồng xong như này thì các bạn mùa này thì các bạn chỉ cần để 2 ngày thôi. Có nghĩa là cái này mình có chia sẻ với các bạn rồi. Nếu mà cái mùa đầu năm ấy, cái độ ẩm nó cao ấy, thì để 4 ngày, 5 ngày, thậm chí là 1 tuần. Nhưng mà mùa này chỉ cần 2 ngày thôi là những cái vết thương ấy, không may mà nó chảy xước này này. Không may mà đây này, những cái vết này này. Những cái vết mà mình cắt tỉa rễ này này. Thì các bạn để 2 ngày thôi là nó khô rồi. Mùa này 2 ngày là nó khô rồi. Thì sau 2 ngày đấy các bạn mới đem ra vườn, các bạn tưới nước rồi các bạn mới bón phân. Chứ đừng có tưới vội làm gì cả. Thực ra tưới vội vào nó cũng chả giải quyết vấn đề gì đâu. Để mình phòng cái trường hợp không may nó nhiễm khuẩn thôi. Thì trồng xong như này rồi nhá. Mình để tạm đây. Đây, mình ví dụ cái cây này đi. Cắt rễ đi. Cắt những cái rễ nhỏ này đi. Cây này trong nữa mình trồng cho một anh. Thì mình có chia sẻ rồi, có nghĩa là cái video của mình chia sẻ là các bạn tham khảo thôi. Còn các bạn làm theo hay không ấy là quyền của các bạn. Mình không, có nghĩa là mình không bắt ai phải làm theo đâu nhá. Nên là các bạn đừng có vào chửi, mình thấy có nhiều chú thật sự lớn tuổi rồi. Mình xưng chú với mình thì mình cũng xưng cháu, xưng chú thôi. Nhưng mà rất vô duyên. Bây giờ mình chia sẻ video thì các bạn có thể tham khảo. Không nhất thiết các bạn phải làm theo. Nếu mà các bạn cảm thấy không phù hợp thì không làm theo. Còn các bạn cảm thấy phù hợp thì các bạn làm theo, không ai bắt. Bây giờ mình cũng khuyên các bạn rồi mà, không ai bắt, kể cả mua hàng thế, thuận mua vừa bán. Mà video là mình chia sẻ, các bạn cảm thấy nó hợp ấy thì các bạn làm theo, còn không thấy thì thôi, các bạn xem để gọi là thấy cái kinh nghiệm thôi. Còn nếu mà xem tham khảo mà thấy nó hợp thì các bạn làm theo, mình cắt sạch như này. Thì đợt trước mình có chia sẻ thì có đa số là mấy chú rồi, còn mấy bạn trẻ thì bạn lại không chửi. Chửi là thằng điên, thằng khùng, với lại có cái rễ mà đem cắt đi, cái thằng không biết gì. Thì các bạn phải hiểu này, đây mình cắt rễ đi đây. Khi cái rễ này mà mình cắt hết cái phần tu tủa nhỏ ở dưới ấy, thì nó ra nhiều cái rễ con này, các bạn nhìn nó đâm nhánh này. Nó đâm nhánh này, đâm rất nhiều rễ con. Đấy. Cái bên này mình không cắt cái phần rễ nhỏ đi. Không cắt phần rễ nhỏ đi thì nó đâm ở những cái phần nhỏ này. Thì cái đầu rễ này nó rất nhỏ. Cái phần to này nó đâm không được cái nào đúng không? Các bạn nhìn cái phần to này đâm được này. Đấy, cái phần to này không đâm được vì cái đầu nhỏ này. Nếu mà các bạn chịu khó cắt ấy, đây này. Mình bảo cắt mạnh tay ấy thì cái này nó sẽ đâm ra được từ trên này, thì những cái phần đâm này nó sẽ to hơn. Còn ví dụ ở đây là cái nhánh rồi, cái nhánh này nó đâm ra thì cái rễ này không thể to được. Thì bây giờ mình cắt cái phần này đi, mình đảm bảo cái phần này nó sẽ đâm nhiều cái rễ to hơn. Cái này là nó là cái nhánh rồi, cái rễ này này thì nó tương đương với cái rễ này rồi. Thì bây giờ cái rễ này đâm ra thì không thể nào to bằng cái này được. Thì có nghĩa là các bạn xem, các bạn tham khảo thôi, mình không ép các bạn là phải cắt. Có nghĩa là các bạn thấy không hợp ấy thôi bỏ qua luôn, không cần xem nữa và không cần cắt nữa, xem video khác.
mình làm được thì mình chia sẻ. Còn các bạn xem cảm thấy là đa số là mấy cái chú ấy vào chửi thì nếu mà theo như quan điểm của mình ấy, cảm thấy không hợp, không xem nữa và cũng chả cần phải nói gì. Đây đi chửi người khác giải quyết vấn đề gì đâu. Đấy em cắt đi thì dễ nó vẫn ra thôi. Mọi người nhìn, một cái này em cắt đi nó ra đâm này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cái này 1, 2, 3, 4, 5. Bên này có 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Thì cắt đi thì nó ra nhiều rễ thì làm sao phải để lại mấy cái cũ cũ làm gì, mấy cái nhỏ nhỏ làm gì. Mấy cái thằng rễ mà nhỏ nhỏ như này cắt hết đi này để lại làm gì. Ví dụ như cây này này, cắt hết, không để lại làm gì cả, chả giải quyết vấn đề gì đâu. Mai sau nó ra cái rễ to thì nó sẽ khỏe hơn là mấy cái rễ khô này. Để lại không giải quyết vấn đề gì. Cắt đi thì nó nhanh ra hơn. Nhưng mà bây giờ mùa này là chỉ áp dụng cho dòng giáng hương đi nhá các bạn nhá. Giáng hương cái mùa này thì nó hợp nhá. Chứ phi điệp mùa này mà các bạn cắt đi là vứt đi nhá. Phi điệp mùa này tuyệt đối không cắt. Đấy. Cắt đi như này thì nó đâm ra cái rễ mới, nó to hơn, nó khỏe hơn, nó nhanh hơn. Cái rễ già này, rễ khô này để lại làm cái gì đâu. Mà vào chửi người khác làm gì. Mà theo quan điểm của em ấy, xem cảm thấy không phù hợp, không đúng ấy, thì không xem nữa thế thôi. Đi cãi nhau làm gì cho nó mất thời gian ra đúng không? Hay là tại mấy chú ấy kiểu già rồi bây giờ không có việc gì làm nên là kiếm chuyện cãi nhau cho nó vui. Còn phân thuốc ấy thì em khuyên rồi, mùa này ấy chỉ cần kích rễ và cái LBK 95-50. Nếu mọi người không có cái 95-50, mọi người có thể dùng cái 15-50 hoặc là cái 630-30 đấy. Không nhất thiết là phải 95-50, nhưng mà chỉ cần hai loại thôi, kích rễ và cái đấy thôi. Thế thôi, không có gì cả khó cả, chả có cái gì. Chả, mùa này thì không cần B1 và cũng không cần super thai hay là không cần phải hàm lượng đạm cao nữa. Và riêng cái dòng nhạn này này, dòng giáng hương này này, nếu mà mọi người dùng được cái dòng 95-50 này quanh năm ấy, em đảm bảo cây nó lá nó cực kỳ dày và nó cứng, nó khỏe. Cứ khỏe là nó ra hoa thôi. Mọi người đừng có hỏi em kích hoa kiểu gì. Cây của em độc trăm khỏe đến mùa nó tự ra thôi, em không kích. Các bạn bây giờ vẫn đang còn hỏi là bây giờ kích phi điệp được không anh? Nếu mà mình nói có thì các bạn lại đem thuốc vào các bạn kích. Mà mình nói không ấy thì nó không phải. Thực ra lúc nào kích cũng được, nhưng mà tùy theo cái cây nữa. Cái cây của các bạn mới có bằng này, các bạn cứ đòi kích hoa, mình không hiểu các bạn chơi cái gì nữa. Chơi mà vội quá không chơi được đâu. Chơi hoa lan ấy nó cũng phải từ từ. Nếu mà các bạn mà vội như thế thì cái cây cảnh, cây bonsai ấy thì các bạn còn không chơi được nữa cơ. Nếu mà các bạn muốn chơi chỉ mua về chơi, không làm ra chơi được. Làm một cái cây ra mất bao nhiêu năm cơ mà. Trồng một giò lan, năm nay trồng là xác định để sang năm chơi, chứ không phải là bây giờ trồng đến Tết có hoa. Riêng cái dòng giáng hương chỉ có mỗi Đai Châu, Nghinh Xuân, Ngọc Điểm thì nó ra hoa vào dịp Tết thôi. Chứ còn nhạn này, quế này, tam bảo sắc này, mọi người cứ muốn ra hoa vào dịp Tết. Ui, thật sự em không muốn trả lời luôn ấy. Em bảo là Tết nó không ra hoa được, trả lời vậy thôi. Còn các bạn ấy mà xem ở đâu mà thấy bảo là Tết nó ra hoa được cái dòng ví dụ như nhạn này, tam bảo sắc này, quế này thì các bạn làm theo thôi, chứ còn mình thì mình không làm được. Đấy, mùa này chỉ cần hai loại này thôi. Còn ai cần tam bảo sắc trắng hay là thuốc, phân thuốc ấy, thì nhắn tin cho em nhé, theo số điện thoại em để ở trên đấy. Chứ còn bây giờ bảo kích hoa Tết thì các bạn phải hiểu cái này này. Miền Bắc ấy lạnh lắm, nên là các bạn có kích nó ra lụ ấy. Cái cây các bạn mua cái cây Denso ở trong miền Nam nó đang lụ ấy, về miền Bắc nó còn không nở được cơ. Với lại cái cây long tu và những cái long tu xuân ấy, và có một vài cây phi điệp cái dòng lai ấy ở trong miền Nam nó đang lụ, khu Lâm Đồng, Đà Lạt nó đang lụ, các bạn mua về không nở được. Mình gặp rồi, gặp nhiều chú mua về, bảo tao mua về nó đẹp lắm nhưng mà nó không nở được, teo đi hết, nó quá lạnh. Nên là các bạn phải đừng có so vùng miền. Các bạn thấy các bạn ở miền Bắc thì các bạn cứ hỏi mua Denso để chơi Tết. Denso ấy, đúng là ở trong miền Nam họ chơi Denso chơi Tết thật. Thì trong đấy nắng ấm, mùa đấy là mùa khô. Bây giờ các bạn ở miền Bắc các bạn cứ đi so bì như thế, thực ra các bạn không tìm hiểu thế, các bạn chơi các bạn chỉ tốn tiền của các bạn thôi. Mua lúc đấy nó mùa cái dịp Tết ấy mua nó không rẻ đâu, đắt lắm. Thế này đấy, em chia sẻ như vậy thôi. Còn cây nhạn thì cũng ghép như cây tam bảo sắc thôi, ghép kể cả các bạn ghép vào miếng gỗ không được. Đợt trước mình chia sẻ rồi đó, cái này thì nó cũng khác gì miếng gỗ đâu, cứ cột vào đây thôi. Đấy, cột vào như vậy thôi. Bây giờ nó ra rễ này, cái này là con này, cái này là con này, nó đẻ con đấy, đây cũng là con này. Cây này đợt trước mình mới ghép mà. Thì đấy, video chia sẻ đơn giản có như vậy thôi. Các bạn nào mà không hiểu ấy thì các bạn hỏi. Còn xem video cảm thấy hợp thì làm theo, còn không hợp thì thôi. Quan điểm của mình rõ ràng như thế, chả nhất thiết phải đi cãi nhau làm gì. Mấy chú thì thực ra là thôi, mình chả chấp làm gì cả. Vì sao? Các bạn hiểu này, có nhiều người lớn tuổi ấy, họ nghĩ là theo cái thời trước ấy là lũy tre đầu làng, nhưng mà bây giờ không còn lũy tre đầu làng nữa. Các bạn phải hiểu thế, thời đại bây giờ mỗi ngày một khác rồi.
Ví dụ ngày trước thì khuyên con cái là phải học hành giỏi rồi mai mốt xin vào công nhân viên chức, xin vào giáo viên hay công an cho nó nhàn. Nhưng mà bây giờ có chắc chắn là nhàn không? Đấy, ngày trước nó khác, bây giờ khác. Bây giờ nhiều người còn bỏ công nhân viên chức để ra ngoài làm, thu nhập cao hơn, nhàn hơn, thích nghỉ ngày nào nghỉ, thích đi chơi ngày nào đi. Đâu phải như là ngày trước đâu. Nên là các bạn xem thấy hợp thì áp dụng nhé, còn không hợp thì thôi. Mình không thích cãi nhau làm gì cả. Mình vẫn trồng được mà, còn ví dụ người khác không thấy hợp thì không trồng được, làm cách khác, đơn giản vậy thôi. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video sau.